Hành tinh thứ tư là của một nhà buôn. Người này bận đến nỗi khi hoàng tử bé đến, ông ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. "Xin chào," cậu nói với ông ta. "Thuốc lá của ông tắt rồi kìa." 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 7 12, 12 cộng 3 15. "Xin chào." 15 cộng 7 22, 22 cộng 6 28. Chả có thời gian để chăm lại nữa. 26 cộng 5 31. Úi chà, vị trí sẽ là 501.622.731. 55 triệu cái gì cơ? Cậu vẫn còn ở đó à? 55 triệu ấy. Ta chẳng rõ nữa, ta nhiều việc quá đi mất. Ta là người rất nghiêm túc, ta không ưa gì những chuyện tầm phào. 2 cộng 5 bằng 7. 55 triệu cái gì cơ? Hoàng tử bé nhắc lại. Đời cậu chưa bao giờ bỏ lửng một câu hỏi nào một khi đã đặt ra. Ông nhà buôn ngẩng lên. "Suốt 54 năm ta sống ở hành tinh này, ta mới bị làm phiền có 3 lần. Lần đầu tiên cách đây 25 năm, bởi một con bọ măng có chúa mới biết từ đâu rớt xuống. Nó gây ra một tiếng động kinh khủng khiếp, và ta đã phạm phải 4 lỗi trong một phép cộng. Lần thứ hai là cách đây 11 năm, thì ta bị một trận thấp khớp. Do ta thiếu vận động, ta chẳng có thời gian để mà đi dạo nữa. Ta ấy à, là một người rất nghiêm túc. Lần thứ ba, chính là lần này nè. Đang lúc ta nói 501 triệu." "Triệu cái gì cơ?" Nhà buôn hiểu rằng ông ta sẽ không dễ gì mà được yên thân. "Triệu những thứ nhỏ tí xíu mà thỉnh thoảng người ta thấy trên trời ấy." "Rồi à?" "Không phải, những thứ nhỏ xíu tỏa sáng ấy." "Ông à?" "Không phải, những thứ nhỏ xíu vàng rực cũng làm cho bọn ăn không ngồi rồi mơ mộng hão huyền ấy. Nhưng ta thì rất nghiêm túc, ta chẳng có thời gian mà mơ mộng hão huyền." "À, các vì sao?" "Phải rồi, các vì sao." "Thế ông làm gì với 5 triệu vì sao chứ?" "501.622.731. Ta là người rất nghiêm túc và ta luôn thích chính xác." "Thế ông làm gì với số sao này?" "Ta làm gì ư?" "Vâng." "Không làm gì cả, ta sở hữu chúng thôi." "Ông sở hữu các vì sao?" "Phải." "Nhưng tôi đã gặp một ông vua mà." "Các ông vua không sở hữu, họ chỉ trị vì thôi. Hai chuyện khác hẳn nhau." "Vậy ông sở hữu các vì sao để làm gì?" "Để cho ta giàu có." "Thế ông giàu có để làm gì?" "Để mua những sao khác, nếu có ai đó phát hiện ra thêm." "Cái ông này," hoàng tử bé thầm nhủ trong lòng. "Ông ta lý luận hơi giống cái ông say rượu kia." Xong lè, cậu vẫn còn một số câu hỏi nữa. "Làm thế nào người ta có thể sở hữu được các vì sao?" "Vậy chúng thuộc về ai?" Ông nhậu buông cáo kỉnh đột lại. "Tôi không biết, chẳng ai cả." "Thế thì chúng thuộc về ta, bởi ta là người đầu tiên tính tới chuyện đó." "Vậy mà đã đủ sao?" "Dĩ nhiên, cậu nhìn thấy một viên kim cương không thuộc về ai cả, thì nó là của cậu. Khi cậu phát hiện ra một hòn đảo không thuộc về ai cả, thì nó là của cậu. Khi cậu nảy ra một ý tưởng trước tất cả những người khác, cậu đăng ký bản quyền luôn, và nó là của cậu. Còn tôi thì sở hữu các vì sao, bởi vì chưa có ai trước tôi nghĩ đến việc sở hữu chúng." "À, cái đó thì đúng," hoàng tử bé nói. "Thế ông làm gì với chúng mới được chứ?" "Ta quản lý chúng, ta đếm đi rồi đếm lại chúng," nhà buôn nói. "Một việc đó rất là phức tạp, nhưng ta là một con người nghiêm túc." Hoàng tử bé vẫn chưa thấy thỏa mãn. "Còn tôi, nếu tôi sở hữu một cái khăn, tôi có thể quàng nó quanh cổ và mang nó theo. Và nếu tôi sở hữu một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa và đem nó đi. Nhưng ông không thể nào hái được các vì sao?" "Đúng thế thật, nhưng ta có thể gửi chúng vào ngân hàng." "Điều đó có nghĩa là sao?" "Điều đó có nghĩa là ta viết trên một mảnh giấy số lượng các vì sao của ta, sau đó ta cất tờ giấy ấy vào một ngăn kéo rồi khóa lại bằng chìa." "Tất cả chỉ có thế?" "Vậy là đủ." "Hay thật ấy," hoàng tử bé nghĩ. "Như thế khá là thi vị, nhưng mà không được nghiêm túc lắm." Về những việc nghiêm túc mà thì hoàng tử bé lại có những ý nghĩa tưởng khác hẳn ý tưởng của những người lớn. "Còn tôi," cậu nói tiếp, "tôi sở hữu một bông hoa mà ngày nào tôi cũng tưới, tôi sở hữu 3 quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo vét, bởi vì tôi nạo vét cả quả núi lửa đã tắt. Ai mà học được chữ ngờ chứ, mấy ngọn núi lửa của tôi được lợi, và bông hoa của tôi cũng được lợi, chính là nhờ có tôi sở hữu chúng. Nhưng ông thì chẳng có ích lợi gì cho các vì sao." Ông nhà buôn há hốc mồm, chẳng thốt ra được câu nào, và hàng tử bé bỏ đi. Những người lớn đúng thật là cực kỳ khác thường, cậu tự nhủ trong lòng khi tiếp tục lên đường.
Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức, đó là một hành tinh bé nhất trong tất cả, nên đó chỉ vừa đủ chỗ cho một cột đèn đường và một người thắp đèn. Hoàng tử bé không hiểu được tác dụng của một cột đèn đường và một người thắp đèn trên một hành tinh không có nhà cửa và cũng chẳng có dân cư ở đâu đó trên bầu trời. Song Le còn vẫn thầm nhủ trong lòng. Có thể là người này rất là kỳ hoặc, nhưng ông ta không không kỳ quặc bằng ông vua, hay ông hợm hĩnh, hay ông nhà buôn, hay ông nát rượu. Bởi ít ra công việc của ông ấy còn có một ý nghĩa nào đó. Khi ông ấy thắp đèn lên thì như thể cũng là ông ấy khai sinh thêm một vì sao hoặc là một bông hoa. Khi ông ấy thắp đèn đi thì đó là để bông hoa hoặc là vì sao ấy đi ngủ. Đấy là một công việc rất chi đẹp đẽ, là vì việc đẹp đẽ ở đó nên rất mực có ích chứ. Ghé vào hành tinh, cờ lễ phép chào người thắp đèn. Xin chào, tại sao ông lại tắt đèn đi vậy? Đó là mệnh lệnh mà, người thắp đèn đáp. Chào buổi sáng. Mệnh lệnh gì thế? Là tắt đèn đi. Chào buổi tối. Rồi ông ta lại bật đèn lên. Nhưng tại sao ông lại vừa bật đèn lên? Đó là mệnh lệnh mà, người thắp đèn đáp. Tôi không hiểu, thằng tiểu bé nói. Có gì để mà hiểu đâu, người thắp đèn nói. Mệnh lệnh thì là mệnh lệnh thôi. Chào buổi sáng. Và ông ta tắt đèn đi. Thế rồi ông ta lau trán bằng một cái khăn mùi xoa kẻ caro màu đỏ. Tôi làm cái nghề này cực nhọc quá. Trước kia còn đỡ, buổi sáng tôi tắt, còn buổi chiều tôi đi bật. Còn lại, ban ngày rảnh thì tôi nghỉ, ban đêm rảnh thì tôi ngủ. Và thế kể từ đó, mệnh lệnh đã thay đổi ư? Mệnh lệnh không hề thay đổi, người thắp đèn nói. Thế mới là bi kịch chứ. Hành tinh thì cứ quay mỗi năm một nhanh, thế mà mệnh lệnh lại không hề thay đổi. Vậy thì sao? Hoàng tử bé hỏi. Vậy thì như bây giờ đây, nó quay một vòng trong 1 phút và tôi chẳng có nổi một giây nghỉ ngơi. Tôi bật rồi tôi lại tắt mỗi phút một lần. Hay quá đi mất, ngày ở chỗ ông kéo dài đúng có 1 phút. Chẳng có gì hay ho cả, người thắp đèn nói. Tôi với cậu đã trò chuyện với nhau được 1 tháng rồi đó. 1 tháng ư? Phải, 30 phút, 30 ngày. Chào buổi tối. Và ông ta thắp đèn lên. Hoàng tử bé nhìn ông ta và cậu thấy yêu mến người thắp đèn rất tối trung thành với cái lệnh lệnh này. Cậu nhớ lại những buổi mặt trời lặn mà trước kia cậu kiếm tiền bằng cách xê dịch ghế tựa, cậu muốn giúp người bạn của mình. Ông biết không, tôi biết có một cách để ông có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào ông muốn. Tôi lúc nào cũng muốn, người thắp đèn đáp. Bởi lẽ người ta có thể trung thành và lười trong cùng một lúc. Hoàng tử bé tiếp tục. Hành tinh của ông bé tới nỗi ông chỉ đi 3 bước đã được một vòng xung quanh nó. Thì ông chỉ việc bước đi chậm chậm để lúc nào cũng ở dưới ánh nắng mặt trời. Khi ông muốn nghỉ thì ông cứ bước đi thôi. Và ông muốn ngày dài bao lâu, nó sẽ dài chừng ấy. Như thế cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, người thắp đèn nói. Đời tôi chỉ thích được ngủ thôi. Thế thì thật xúi quẩy, hoàng tử bé nói. Thì là suối quẩy mà, người thắp đèn nói. Chào buổi sáng. Và ông ta tắt đèn đi. Cái ông đó, hoàng tử bé tự nhủ trong khi tiếp tục dấn bước viễn du. Cái ông đó hẳn sẽ bị coi khinh trong mắt tất cả những người khác. Nào là ông vua, nào là ông hợm hĩnh, nào là ông nát rượu, nào là ông nhà buôn. Thế nhưng với mình thì chỉ có ông ấy mới không lố bịch. Thì đó hẳn là bởi ông ấy lo nghĩ cho một điều gì khác ngoài bản thân mình. Cậu thở dài tiếc nuối và vẫn tự nhủ. Ông ấy là người duy nhất đáng để cho mình kết bạn. Nhưng mà hành tinh của ông ấy nhỏ quá đi mất, chẳng đủ chỗ cho 2 người. Điều mà hoàng tử bé không dám thú nhận, đó là cậu thấy tiếc hành tinh ơn phước này, chủ yếu là vì 1.440 lần mặt trời lặn trong 24 tiếng đồng hồ.